Rồi bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem cái tính năng Dual View Screen. Đó. Khi mà chúng ta nghiêng về phía hành khách, màn hình nó tự đổi. Này, gần hơn cho các bạn xem. Đó. Này ở vị trí chính giữa thì hình nó chồng lên nhau. Qua hẳn vị trí tài thì nó ở màn hình Home Menu. Qua lại vị trí khách thì nó đang xem TV.